Sau khi ra trường thì mình sẽ cố gắng để tìm được một suất học bổng để có thể đi học tiếp cao học. Sau đó thì sẽ đi làm, nhưng mình chẳng nghĩ là khi ra trường thì làm vừa học vừa làm là hợp lý. Mình muốn theo ngành công nghệ phần mềm. Cái đấy thì thực sự là chưa được rõ ràng cho lắm. Hiện tại thì thực sự trong đầu mình thì chỉ nghĩ đến là có thể là mình sẽ theo ngành hệ thống thông tin. Trường mình sẽ đi làm để lấy kinh nghiệm, sau đó thì nếu có cơ hội thì mình sẽ học tiếp lên. Mình học cái ngành này thì với mục đích ngay từ đầu ra sẽ là làm về lĩnh vực công nghệ thông tin, và mình sẽ cố gắng thực hiện cái điều đó. Trong tương lai thì mình nghĩ là mình sẽ đi kinh doanh. Mình dự định là học tiếp, thế nên là mình cũng chưa có dự định gì cho công việc tới cả. Sau khi ra trường thì mình muốn được đi học tiếp. Mình sẽ là một nhà phát triển ứng dụng web. Làm được thì mình hướng đến sẽ là một có thể là trưởng nhóm dự án hoặc gì đó tương đương như thế. Mình muốn tới là chức quản lý dự án, hoặc là mình có thể tự tìm được dự án cho mình và tự sản xuất được phần mềm cho mình. 5 năm nữa thì mình hy vọng có thể làm ở trong một ngành mà không liên quan quá nhiều đến công nghệ thông tin, ví dụ như là ngân hàng. Mình hy vọng là sẽ có một vị trí ổn định, công việc ổn định, và có một vị trí khá là xứng leader, hoặc là trong 5 năm, vòng 5 năm nữa mình sẽ nghĩ mình sẽ là chủ một doanh nghiệp. Mình nghĩ là 5 năm tới mình sẽ có lẽ sẽ là một giảng viên. Sau 5 năm nữa mình sẽ tự mở một công ty riêng của mình với cùng bạn bè, các đồng nghiệp. Internet là một nguồn cực kỳ hữu ích đối với mình, nhưng mà vì hiện tại mình là sinh viên năm 3 nên là những cái thông tin đó thực sự là mình thấy chưa có gì nhiều bổ ích cho mình lắm. Đặc biệt là họ thường chỉ tuyển ở vị trí coder hoặc là tester, vì nó không thực sự không phù hợp với xu hướng của mình. Thực ra thông tin Việt Nam bây giờ ở trên Internet rất là nhiều, mình cũng thỉnh thoảng mình cũng lên mạng để xem các thông tin tuyển dụng ở các công ty, nhưng mà thực ra thì mình cũng đang là sinh viên nên mình cũng chưa có tìm hiểu quá nhiều về các cái thông tin Việt Nam. Vấn đề Việt Nam này thì mình thỉnh thoảng mình có lên một vài những trang web, nhưng mà thực ra thì cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi, và ngẫu nhiên thì mình tìm những cái nhìn thấy những cái thông tin tìm kiếm Việt Nam thì mình sẽ xem một số thông tin như thế. Theo mình nhận thấy thì các thông tin hiện tại về tìm kiếm Việt Nam thì nói chung nó rất đa dạng và phong phú, nhưng mà đều hỏi sinh viên phải có kinh nghiệm. Mình nghĩ là nếu mà ai mà có nhu cầu mà muốn tìm về công việc của mình thì nên các trang web về Việt Nam, ví dụ như trang 24 giờ